Trong suốt cả cuộc đời làm cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu việc bồi dưỡng nhân tài, phát huy sức trẻ. Bác quan niệm, lớp trẻ không chỉ là lực lượng giữ nước, họ còn là lực lượng xây dựng đất nước. Trong lớp lực lượng ấy có những người trẻ được bác chiêu mộ từ rất sớm, cạnh bên làm việc và chiến đấu cùng bác, kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong lớp học trò ấy có những người đã đem về những chiến công vĩ đại, có người lại góp công thay đổi vận mệnh cả cuộc chiến. Càng nhìn lớp học trò tinh hoa của bác, lại càng thấy tầm nhìn sắc sảo và đại tài của vị cha già dân tộc. Trong các nội dung tiếp theo, hãy cùng Spyroom chúng mình đến với 4 vĩ nhân của dân tộc Việt Nam và cũng là 4 người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những câu chuyện đẹp, những bài học lớn lao để bao thế hệ lãnh đạo lẫn nhân dân noi gương, học tập, thực hành và hoàn thiện bản thân. Nhân vật đầu tiên đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò có tài thao lược. Cuộc gặp gỡ giữa các vĩ nhân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Là người kế thừa truyền thống ấy, cậu thanh niên Võ Giáp đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia các phong trào sinh viên, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Dân Chủ Bán Hợp Pháp. Tháng 6 năm 1940, Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nạp đồng chí Võ Nguyên Giáp, rồi cử đồng chí sang Công Minh, Trung Quốc để kết nối với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhằm thống nhất chủ trương, hành động và mục tiêu giải phóng dân tộc. Ở Công Minh, đồng chí tham gia lớp huấn luyện chính trị, quân sự để chuẩn bị cho cách mạng tháng 8 năm 1945. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu thanh niên Võ Nguyên Giáp với người đứng đầu Đảng Cộng sản lúc bấy giờ. Phải nói, đây là một cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử giữa các vĩ nhân với lý tưởng cao đẹp và ý chí quật cường. Từ thời khắc đó, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành người thầy có ảnh hưởng to lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của Võ Nguyên Giáp. Còn Võ Nguyên Giáp may mắn được làm việc bên cạnh, có điều kiện học tập, trau dồi cả về kiến thức và tư tưởng. Trong một năm rưỡi học tập ở Trung Quốc của đồng chí Võ Nguyên Giáp, bác đặc biệt nhắc nhở phải tranh thủ học tập về quân sự để phục vụ cách mạng. Dường như từ những ngày đầu gặp gỡ ấy, bác đã nhìn ra tiềm năng quân sự to lớn từ cậu thanh niên trẻ sục sôi lòng yêu nước, thù giặc. Những đóng góp tiêu biểu. Một trong những chiến thắng lớn đầu tiên của đồng chí Võ Nguyên Giáp là chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 đã làm phá sản hoàn toàn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, đem lại thất bại ê chề cho hai đại tướng 4 sao là Philippe Leclerc và Étienne Valry. Sau chiến thắng lẫy lừng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ngày 20 tháng 1 năm 1948 phong hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, lúc đó chỉ mới 37 tuổi. Đây cũng là lần duy nhất đại tướng Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm. Chiến công nổi bật nhất của đại tướng Võ Nguyên Giáp phải kể đến chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Năm 1953, Pháp tập trung lực lượng Điện Biên Phủ, xây dựng nơi này thành cứ điểm quan trọng, pháo đài khổng lồ không thể không phá, mưu đồ diệt gọn quân đội chủ lực của ta trong 18 tháng. Về phe ta, sau rất nhiều đêm mất ngủ, sau khi đổi chiến lược từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc, Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo toàn quân đem lại chiến thắng vang dội, buộc Pháp phải đi đến bàn đàm phán ký kết Hiệp định Geneva, chấm dứt chế độ thực dân tại bán đảo Đông Dương. Bên cạnh đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng làm tư lệnh các chiến dịch lớn khác như chiến dịch biên giới năm 1950, chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, chiến dịch Tây Nguyên năm 1975. Trong cuộc đời cầm quân, tướng Giáp đã đánh bại tổng cộng 7 vị tướng của quân đội Pháp, Đại tướng Philippe Leclerc và Étienne Valry trong chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, Đại tướng Siblerat với chiến lược lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt, Đại tướng M. Corran thua đạm trong chiến dịch biên giới, và theo sau là tướng De Lacour de Tassigny cũng thất bại liên tiếp. Tướng Khaun Salan bị đánh bại trong chiến dịch hòa bình, và thảm hại nhất là tướng Henri Navas tại Điện Biên Phủ. Không khá hơn người anh em Pháp, nước Mỹ cũng ghi tên những vị tư lệnh thất bại dưới tay người cựu giáo viên giải sử. Tổng tư lệnh Westmoreland với chiến tranh cục bộ, Tổng tư lệnh C. Abrams và tướng F. C. Wayne với Việt Nam hóa chiến tranh. Chẳng ai nghĩ một thầy giáo dạy sử năm nào lại có thể trở thành cái tên khiến cường quốc lớn mạnh nhất thế giới phải dè chừng.
Bác Hồ và sự tin tưởng tuyệt đối với tướng Giáp. Phải nói Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của Bác. Cuối năm 1944, trước thềm cách mạng tháng 8, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Bác đặt lòng tin vào người học trò thân cận. Việc quân sự thì giao cho chú Văn và giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp chọn lựa 34 cán bộ, chiến sĩ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Bác giao trong vòng 1 tháng phải có hoạt động, trận đầu nhất định phải thắng lợi. Phải nói, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là lực lượng tinh anh nắm vị trí nòng cốt trong quân đội của ta, quyết định thành bại của cách mạng. Chỉ riêng việc giao cho chú Văn nắm quyền chỉ huy quân đội tinh nhuệ ấy thôi cũng đủ chứng minh sự tín nhiệm mà đồng chí Võ Nguyên Giáp có được. Vào năm 1953, Ban Thường vụ Trung ương quyết định thành lập Bộ Chỉ huy và Đảng ủy Mặt trận Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy, trưởng kiêm bí thư Đảng ủy Mặt trận. Giao nhiệm vụ cho Đại tướng trước khi ra mặt trận, Bác nói, tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền. Phải nói đây chính là cột mốc cao nhất của sự tin tưởng Bác dành cho chú Văn. Và kết quả mà người học trò ấy đem lại đã chứng minh mắt nhìn người của Bác hoàn toàn chính xác. Quan điểm trọng dụng người tài của Bác. Là vị đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam non trẻ không có nổi một trường dạy quân sự, cũng chưa từng được đi đào tạo về quân sự, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn nhận được ánh mắt soi xét từ phía các nhà báo nước ngoài. Một lần, Bác chia sẻ với cánh báo chí về lý do người phong quân hàm, đánh thắng đại tá phong đại tá, đánh thắng thiếu tướng phong thiếu tướng, đánh thắng trung tướng phong trung tướng, đánh thắng đại tướng phong đại tướng. Điều này cho thấy quan điểm trọng dụng và công nhận người tài của Bác, cũng là một lý giải hợp lý cho việc tại sao có một người thanh niên lần đầu được phong quân hàm đã lên được tới đại tướng. Người học trò thứ hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo sư Trần Đại Nghĩa, người học trò với bộ não thiên tài. Khi thiên tài gặp vĩ nhân. Giáo sư Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh năm 1913. Năm 1933, ông thi đỗ hai bằng tú tài. Năm 1935, được đi Pháp du học và nhận ba bằng đại học một lúc. Với bộ não thiên tài và khả năng nghiên cứu thần sâu, ông được Pháp đề nghị mức lương 22 lượng vàng một tháng nếu ở lại Pháp làm việc. Tuy vậy, trong quá trình học tập và làm việc tại Pháp, Phạm Quang Lễ đã biết đến Nguyễn Ái Quốc, người lãnh tụ cuộc kháng chiến giành lại độc lập dân tộc. Từ thời khắc ấy, tư tưởng của cậu trai Phạm Quang Lễ về cách mạng và lòng yêu nước đã được định hướng đáng kể. Vậy nên, vào năm 1946, khi Chủ tịch nước Hồ Chí Minh sang gặp gỡ chính phủ Pháp, Phạm Quang Lễ lập tức theo Chủ tịch về nước để đóng góp cho cách mạng, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, gian khổ, từ bỏ tất cả tiền tài, danh vọng mà Pháp dùng để níu kéo ông. Mãi về sau, khi nhắc đến sự kiện này, ông từng nói, bạn bè của tôi ở lại bên Pháp, họ đều sung sướng, đầy đủ hơn tôi rất nhiều. Nhưng về khía cạnh phụng sự tổ quốc, họ chẳng có gì cả. Khi về nước, Phạm Quang Lễ được giao chức Cục trưởng Cục quân giới và được Bác đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa, người theo họ Đức Thánh Trần, đi làm việc Đại Nghĩa. Lúc ấy, người thanh niên Trần Đại Nghĩa mới 33 tuổi. Những đóng góp tiêu biểu. Sau những trang sử dài, nhìn lại những đóng góp to lớn của giáo sư Trần Đại Nghĩa mới thấy ông là một nhà khoa học lỗi lạc của thời đại. Những đóng góp lớn của ông có thể kể đến như súng và đạn chống tăng bazooka, súng không giật SKZ cỡ 60mm, súng SKZ 60, đạn bay, v.v. Các nghiên cứu của ông và đồng chí đã trực tiếp làm tăng cường hỏa lực của quân giải phóng, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội chủ động đối phó với kẻ thù, tăng khả năng chống chọi và công phá vũ khí của địch, đưa quân đội ta vào thế chủ động, giảm thiểu thương vong cho bộ đội và nhân dân. Vào những ngày đầu trở về nước chống Pháp, Trần Đại Nghĩa nhận thấy vũ khí của quân đội ta quá thô sơ, quá lạc hậu so với vũ khí tối tân của Pháp. Một trong số những vũ khí hiện đại nhất ta có lúc bấy giờ là bơm ba càng, một loại vũ khí được kích nổ bằng việc tác động lực. Muốn khởi động loại bơm này, không còn cách nào khác ngoài việc phải ôm chặt đầu bơm và cắm bơm vào vị trí cần phát nổ một cách khéo léo và chính xác nhất có thể. Tuy vậy, sức công phá của bơm ba càng không quá lớn so với những xe tăng bọc thép khổng lồ của Pháp thời đó. Bơm ba càng cũng không thể công phá mục tiêu ở xa. Và một quả bơm ba càng phát nổ đồng nghĩa với việc một chiến sĩ cảm tử phải ra đi. Đau xót về sự hy sinh của dân tộc, giáo sư và các đồng chí đã miệt mài nghiên cứu ra súng và đạn chống tăng bazooka,
chỉ bằng các lò rèn thủ công, sau này được đánh giá là vũ khí làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Bazooka là một loại súng chống tăng không giật, hạng nhẹ, có thể bắn được xe tăng, công sự, tàu thuyền nhỏ, thậm chí cả máy bay từ xa. Đây là một phát minh vượt trội thay thế bơm ba càng, đã công phá được biết bao lô cốt biết di chuyển và pháo đài bay của địch. Sau chiến tranh, ông tiếp tục cống hiến cho nền khoa học nước nhà, trở thành hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi những người tài cùng chung một chiến tuyến. Sau này, khi kể lại về những ngày trẻ oai hùng, giáo sư Trần Đại Nghĩa rất đỗi tự hào về quyết định từ bỏ mức lương 22 lượng vàng để theo bác về Việt Nam với hơn một tấn tài liệu và một trái tim sôi sục cống hiến. Giáo sư chia sẻ, suốt tuổi trẻ, giáo sư đã nuôi lòng yêu nước thù giặc và chăm chỉ học tập thành tài, cũng chỉ mong một ngày có người cùng bước tiếp trên con đường giải phóng đất nước. Trong chuyến đi hơn 3 tháng được ở cùng bác, cậu thanh niên Phạm Quang Lễ đã học hỏi được nhiều từ tư tưởng Hồ Chí Minh, để đến cuối đời vẫn kính trọng bác như vậy. Đi theo cụ Hồ, không có gì nuối tiếc. Những câu chuyện vui về giáo sư Trần Đại Nghĩa hồi còn trẻ cũng được con trai của ông chia sẻ một cách tự hào. Năm chiến tranh ác liệt, Mỹ dùng B-52 rải bom Hà Nội. Gia đình chúng tôi đi sơ tán hết, nhưng ba tôi vẫn ở lại thủ đô làm việc. Mọi người bảo lúc máy bay địch nhào xuống ném bom thì cụ lại đi ra sân đứng nghiên cứu, phân tích. Bảo vệ cứ phải mời cụ xuống hầm trú ẩn. Ngoài ra, lúc còn trên chiến khu, có lần ông đi tắm ở suối, tự dưng ý tưởng nhập tâm, cứ ngồi giữa dòng suối mà nghĩ, chẳng nhớ là mình đang tắm. Bảo vệ chờ lâu quá, không thấy đâu, ra suối tìm thấy ông vẫn trầm tư dưới dòng nước, thế là gọi ông về. Những câu chuyện nhỏ mà hài hước này đủ vẽ ra hình ảnh giáo sư Trần Đại Nghĩa mang đúng tinh thần ham học và cống hiến hết mình của vị cha già dân tộc. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một nửa sự sống của bác. Người đảng viên tận tụy. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên thật là Nguyễn Vịnh, sinh năm 1914. Năm 1936, ông giác ngộ cách mạng và hoạt động cho đến tháng 7 năm 1937 được kết nạp đảng. Vào năm 1938 đến năm 1943, Nguyễn Vịnh bị Pháp bắt giam ở nhà lao Huế, Lao Bảo, Buôn Ma Thuột. Trong nhà giam, ông vẫn luôn cố gắng nghe ngóng và liên lạc với bên ngoài và giữ nguyên ý chí quật cường. Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính, ông được thả tự do, sau đó trở thành bí thư khu ủy khu 4, tiếp tục hoạt động cách mạng. Tháng 8 năm 1945, tại hội nghị toàn quốc của đảng ở Tân Trào, cái tên Nguyễn Chí Thanh ra đời, là cái tên mà bác đã ưu ái đặt cho đồng chí Nguyễn Vịnh. Phải nói, Nguyễn Chí Thanh là một vị tướng tài giỏi của các tướng giỏi, lại đặt dưới trướng của người lãnh đạo kiệt xuất nên ông liên tiếp đem lại những chiến công lớn. Năm 1950, ông trở thành chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1959, ông xuất sắc trở thành người thứ hai được phong quân hàm đại tướng sau đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông cũng là người đề ra chiến thuật đánh áp sát của quân giải phóng miền Nam với phương châm nắm thắt lưng địch mà đánh, đem lại nhiều chiến công vang dội cho quân giải phóng ta. Vị tướng của nhân dân. Cùng hoạt động với lãnh tụ Hồ Chí Minh trong một thời gian dài, khiến đại tướng Nguyễn Chí Thanh học hỏi được nhiều điều từ bác, nhất là tinh thần yêu nước, thương dân và cần kiệm, hy sinh vì đại nghĩa. Đầu năm 1947, mặt trận Huế bị vỡ, Nguyễn Chí Thanh khẳng định: "Mất đất chưa phải là mất nước, chúng ta chỉ sợ mất lòng tin của dân. Có lòng tin của dân là có tất cả. Vì vậy, chúng ta không được chạy dài, chúng ta phải trở về với dân." Ông phát động chiến tranh du kích, phá tan chính sách bình định của địch, đưa phong trào kháng chiến từng bước phát triển. Tháng 9 năm 1964, Nguyễn Chí Thanh được cử vào Nam làm bí thư Trung ương Cục, kiêm Chính ủy Bộ Chỉ huy miền. Trong buổi tiễn đồng chí vào chiến trường, bác Hồ căn dặn: "Đánh Pháp đã khó, đánh Mỹ còn khó hơn. Đảng và chính phủ giao cho các chú vào trong đó cùng với đồng bào miền Nam đánh Mỹ cho kỳ được thắng lợi." Ngay sau lời dạy đó là liên hoàn thắng lợi của đại tướng, các phong trào lập công giành danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt Ngụy với khẩu hiệu tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt, nắm thắt lưng Mỹ mà đánh do đại tướng phát động và tổng kết đã nhanh chóng phát triển thành cao trào, mang về những chiến công vang dội. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được bác thương yêu như gia đình, thường hay được mời đến ăn cơm. Trước khi lên đường vào chiến trường miền Nam, bác cũng mời đại tướng Nguyễn Chí Thanh đến dùng bữa, căn dặn nhiều điều.
Chẳng ai ngờ, đó chính là bữa cơm cuối cùng trước khi đại tướng mất vì nhồi máu cơ tim. Trước cái chết của đại tướng, Bác Hồ đau đớn vô cùng. Sau này, khi nghiên cứu về Bác, giáo sư Hoàng Chí Bảo có kể lại: Bác đi viếng về, Bác khóc, Bác nói, Bác đã mất đi một nửa sự sống. Cái chết của đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một sự tổn thất to lớn của dân tộc ta. Nhiều nhà sử học nhận định, nếu đại tướng còn đi tiếp với nhân dân, có lẽ cục diện chiến tranh đã sang trang mới, nhiều chiến công hơn, đi đến bàn đàm phán nhanh hơn, thống nhất đất nước sớm hơn. Và người học trò thứ tư trong danh sách 4 người học trò xuất sắc nhất của Bác, đó chính là đồng chí Vũ Kỳ, người học trò Bác thương nhất. Cậu thanh niên được chọn làm thư ký cho Bác. Đồng chí Vũ Kỳ, tên khai sinh là Vũ Long Chuẩn, giác ngộ cách mạng từ sớm, đồng chí tham gia đoàn thanh niên phản đế Hà Nội từ tháng 3 năm 1940 và tích cực hoạt động tại đây. Với những biểu hiện xuất sắc và nổi bật, ngày 25 tháng 10 năm 1940, đồng chí được kết nạp vào đảng, chính thức hoạt động dưới sự quản lý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, đồng chí được lựa chọn để đi Quảng Tây dự lớp huấn luyện cán bộ quân chính vào tháng 8 năm 1941, tiếp tục hoạt động cách mạng tại Quảng Tây. Tại đây, đồng chí bị bắt tù giam 2 lần và cả 2 lần đều hoạt động tích cực trong nhà tù. Đến tháng 3 năm 1945, nhân thời cơ phát xít Nhật đảo chính quân Pháp tại Đông Dương, đồng chí được đảng ta sắp xếp vượt ngục để tiếp tục hoạt động cách mạng. Ngày 27 tháng 8 năm 1945, đồng chí được các cán bộ tin tưởng chọn làm thư ký cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng hành cùng Bác đến ngày Bác ra đi. Tháng 4 năm 1956, đồng chí Vũ Kỳ trở thành chánh văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kiêm thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi Bác mất, đồng chí Vũ Kỳ dành cả phần đời còn lại hướng về Bác. Năm 1977, đồng chí quản lý Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh với tư cách phó viện trưởng. Từ năm 1987 đến năm 1990, đồng chí trở thành Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, kiêm đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 8. Người học trò gắn bó nhất với Bác. Là thư ký của Bác, đồng chí Vũ Kỳ được tin tưởng giao cho làm cả những việc hệ trọng đến tuyệt mật. Và cả trước những sự kiện quan trọng, Bác cũng sẵn sàng lắng nghe quan điểm của thư ký. Bộ quần áo kaki giản dị Bác mặc vào ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập. Bộ quần áo gắn liền với hình ảnh người lãnh tụ trong giây phút hân hoan đón nhận sự tự do sau rất nhiều năm bị gông cùm xiềng xích đã ghi nhận dấu ấn với cả Nam Châu, là do đồng chí Vũ Kỳ đề xuất. Khi ấy, đứng trước sự kiện trọng đại của dân tộc, có người đề xuất Bác mặc bộ Âu phục, lại có người đề xuất Bác mặc bộ quần áo lụa nâu. Tuy nhiên, những bộ đồ trên đều không phù hợp. Chỉ khi đồng chí Vũ Kỳ đề xuất Bác mặc bộ kaki thông dụng, vừa gần gũi, vừa đủ trang nghiêm, khi ấy Bác mới gật đầu. Phải nói rằng, người hiểu Bác nhất có lẽ luôn là người gắn bó với Bác trong cả bữa ăn lẫn giấc ngủ. Là người thân tín của Bác, đồng chí Vũ Kỳ cùng Bác làm cả việc chiến sự lẫn những vấn đề gần gũi đời thường. Chẳng mấy ai có nhiều thời gian ở cùng Bác như đồng chí, cũng chẳng mấy ai gắn bó với Bác như đồng chí. Vì vậy, người thư ký ấy học được từ Bác rất nhiều nghĩa cử cao đẹp. Đồng chí Vũ Kỳ kể lại, trong bữa ăn dịp sinh nhật của Bác, tôi có tâm sự một câu chuyện của riêng tôi là trong sinh hoạt với anh em, nhiều lúc tôi thường cáu gắt mà tự phê bình, mãi vẫn khó sửa. Còn từ ngày làm việc với Bác đến nay, chưa một lần nào Bác nặng lời với tôi. Nghe tôi nói, Bác ôn tồn bảo, chú làm việc với Bác lâu, thì Bác làm việc với chú cũng lâu chứ. Thế nhưng, Bác có thấy bao giờ chú cáu gắt với Bác đâu. Tôi còn ngỡ ngàng chưa rõ ý Bác, thì Bác đã nói tiếp, hai bác cháu ta có gì khó khăn thì bàn bạc, cùng giải quyết, việc gì mà phải nặng lời, việc gì mà phải cáu gắt. Đó chính là do Bác tôn trọng chú tôn trọng Bác. Vì vậy, chú cứ tự nghĩ xem, trong quan hệ công tác với anh em, chú đã thực sự tôn trọng anh em chưa? Tôi ngẫm nghĩ càng thấm thía. Nóng nảy cáu gắt đâu phải là do cá tính. Nếu là cá tính, thì tại sao thường chỉ nóng tính với cấp dưới, chứ không bao giờ dám nóng với cấp trên? Bác không phê phán, cũng chẳng lên án ai bao giờ, nhưng Bác cứ ôn tồn như vậy mà chỉ bảo học trò. Và những người học trò ấy cũng nhìn ra những bài học sâu xa từ câu chuyện của Bác. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh đã đào tạo, ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ. Những thế hệ học trò đầu tiên của Bác đã đem lại nhiều trái ngọt,
và những thế hệ tiếp theo, tuy không được bác cầm tay chỉ bảo, nhưng vẫn luôn có những bài học về tư tưởng và đạo đức để noi theo. Và chúng ta có cơ sở để tin rằng, sau những lớp học trò thành tài ấy là những lớp học trò cũng thành tài khác, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cảm ơn các khán thính giả của Spy Room đã đón xem trọn vẹn nội dung của video này của chúng mình. Nếu các bạn yêu thích chủ đề này, hãy để lại bình luận ở phía dưới với chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!